Xin chào các bạn Ở những bài trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc các cái mẫu cài tóc xinh xắn và đơn giản Thì hôm nay mình cũng làm hướng dẫn mẫu cài tóc nhưng mà có trang trí họa tiết khủng long trên thân của cài tóc ha Đây là phần đầu nè Và trên thân thì cũng có trang trí sừng và đuôi nhé Mẫu này thì các bạn cũng có thể đổi màu để phù hợp cho bé trai, bé gái hoặc là người lớn đều được Vì cái phần cài tóc của mình nó có cái độ đàn hồi nè Nó có thể phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ ha để làm được mẫu này thì mình sử dụng len miêu cốt tông của 125 g Sợi len của mình là mát ép, chữ đỏ. Độ dày của sợi len nằm trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và kim móc thì mình dùng kim hai đầu, một đầu số 3 và một đầu số 4. Thì mình dùng đầu số 4, nó tương đương với kim 2.5 mm ha. Đối với những bạn nào mà không có cái mẫu kim mình đang dùng nè, các bạn có thể so sánh đầu kim mà các bạn đang có so với sợi len. Khi đưa vào so sánh thì đầu kim nó sẽ có cái độ dài sắp xỉ bằng sợi len là được ha Mũi móc của mình nó sẽ được chắc chắn hơn Ngoài ra thì mình còn dùng kéo cắt len Kim khâu len để khâu các cái họa tiết vào nè Các cái hạt cường dùng để làm mắt của khủng long Một ít gòn nhồi ha, để nhồi vào trong thân của khủng long Và dụng cụ không thể thiếu đó là một cái cài tóc inox như thế này Cài tóc của mình nó có độ dài 5mm ha và cài tóc này nó có độ đàn hồi nè, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn. Đầu tiên các bạn cần tạo cho mình một cái đoạn ống như thế này. Thì đối với cái đoạn ống này, các bạn sử dụng kim nhỏ nên các bạn móc chật tay lại cho mình ha, cho cái đoạn ống này nó được chắc chắn hơn nè và cái mũi móc nó không bị hở. Và nó cũng giúp cho cái phần cài tóc của mình nó có cái độ dày dặn hơn ha. Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn sau đó móc và kéo len qua vòng tròn giữ nguyên vị trí này nha móc lên một mũi móc xích thì cái phần cài tóc của mình nó có độ dày tầm khoảng 5 mm nè cái độ rộng cái bảng của nó tầm khoảng 5 mm nên các bạn sẽ móc cho mình vòng tròn đầu tiên với 6 mũi móc đơn nha ta móc vào vòng tròn này nè 6 mũi móc đơn móc đơn đầu tiên mũi móc đơn thứ hai mũi móc đơn thứ ba Mũi móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Khi có được 6 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại nè. Sau đó di chuyển kim cho mình đến chân của mũi móc đơn đầu tiên. Thì đây là chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào đó cho mình một mũi móc đơn luôn ha. Thì như vậy là mình sẽ không có điểm kết thúc nha. Lúc này cái vòng móc của mình nó sẽ bắt đầu móc xoắn ốc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn và mỗi chân móc. Khi móc lưu ý móc chật tay lại cho mình ha. Thì nó hơi khó móc một chút nên các bạn cố gắng tỉ mỉ giùm mình là được. Ta cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn nè. Khi móc được 6 mũi rồi thì cái điểm kết thúc của mình nè, nó cũng là cái chân móc luôn ha. Thì ta cứ móc mỗi chân là một mũi móc đơn và cứ móc xoắn ốc liên tục như thế này. Cuốc cái sợi len thật mạnh vào cho cái vòng tròn của mình nó nhỏ lại để nó không có bị hở ở đoạn này ha. Nó sẽ giúp cho mình có thể bịt lại được một đầu của cài tóc. Sau đó mình sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn ha, cứ móc xoắn ốc tương tự cho đến khi mình đạt được cái độ dài của sợi dây sao cho nó có thể ôm sát được hết toàn bộ cái chiều dài của cái cài tóc là được sau khi ta hoàn tất được cái chiều dài của cái đoạn ống luồn vào trong cái cài tóc rồi nè đo với cái phần cài tóc nè thì nó đã có được cái độ dài bằng rồi ha thì ta sẽ kết thúc cái phần ống này bằng cách đâm kim vào chân của mũi móc đơn kế bên móc vào đó cho mình một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ở đây các bạn cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài nhé kéo sợi len nè sau đó mình sẽ sử dụng cái tay tóc inox Luồn vào trong cái ống cài tóc này. Ta sẽ hoàn tất được cái thân cài tóc như thế này ha. Dùng cho mình kim khâu, xỏ cái sợi len vào trong kim khâu nè. ở cái đầu còn lại của cài tóc để ý cho mình ta có 6 chân móc ha thì các bạn sẽ đâm kim cho mình từ ngoài vào trong một đường móc của mỗi chân móc nè tức là cái đường móc ở bên ngoài ha chân thứ nhất nè từ ngoài vào trong chân thứ hai chân thứ ba nè chân thứ tư đâm kim vào đường bên ngoài ha chân thứ năm nè và chân thứ sáu sau đó rút cái sợi len lại cho vòng tròn của mình nó nhỏ lại nè các bạn guốc thật mạnh vào sau đó mình sẽ tạo một guốc ở đây ha Để mình cố định lại được cái đường khâu á Được một guốc rồi các bạn đâm kim cho mình Xỏ cái sò cái đầu kim vào bên trong của thân cài tóc Guốc thật mạnh vào ha để mình giấu được sợi len vào bên trong sau đó cắt len. Thì như vậy là ta vừa hoàn tất được cái thân cài tóc như thế này ha. Nó cũng sẽ giúp cho phần cài tóc của mình nó có cái độ dài dặn hơn nè. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái họa tiết khủng long nhé. Đối với phần đầu khủng long, các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Tiếp tục giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích ta móc cho mình vào vòng tròn đầu tiên này sáu mũi móc đơn hả mũi đầu tiên nè mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu có được sáu mũi móc đơn rồi nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại sau đó di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đây một mũi giờ để ta kết thúc vòng móc lên một xích thì vòng này có 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân móc cho vòng móc thứ hai thì móc cho mình chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời ha móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc và mình sẽ làm tương tự cho năm chân còn lại cứ mỗi chân ta sẽ móc hai mũi móc đơn ha tiếp tục chân thứ ba móc hai mũi móc đơn chân thứ tư móc hai mũi móc đơn chân thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn và chân thứ sáu chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn khi ta đã móc đến kết, kết thúc vòng rồi nè để ý cho mình ở đây nó có một cái đường g thì đây là cái đường móc của cái mũi dời kết thúc vòng phía dưới ha ta không móc vào đó mà di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên luôn móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc vòng móc lên một xích như vậy là ta hoàn tất vòng móc thứ hai. Vòng móc thứ hai nó sẽ tạo ra được 12 mũi móc đơn, có 12 chân móc cho vòng móc thứ ba. Thì móc cho mình vòng móc thứ ba theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc vào một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì ta sẽ có được một cụm móc như thế này ha. Một mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân móc nè. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Thì ta có được cụm thứ hai nè hai móc đơn cùng chân móc, tiếp tục cột thứ ba một mũi móc đơn, sau đó hai mũi móc đơn cùng chân móc, tiếp tục cột thứ tư một đơn nè, hai đơn cùng chân, cột thứ năm một đơn, hai đơn cùng chân, và cột thứ sáu một đơn, cột thứ sáu á hai mũi móc đơn cùng chân móc cũng là chân cuối cùng luôn ha thì ta cũng thấy cái đường g của cái mũi dời kết thúc vòng phía dưới nè không móc vào đó mà đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên luôn móc vào cái chân mũi móc đơn đó một mũi dời móc lên một xích ta hoàn tất được vòng thứ ba ha vòng thứ ba mình cũng tăng lên được 6 mũi tức là ta có 6 cụm móc như thế này thì vòng thứ tư tiếp tục móc cho mình theo công thức như sau ta sẽ dựa vào vòng móc thứ ba vòng móc bên trên nó nha Vòng móc bên trên nó có một mũi móc đơn lẻ mỗi chân. Xen hai mũi móc đơn cùng chân nè. Vòng móc kế tiếp sẽ tăng cho mình cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân này lên một mũi ha. Ta sẽ có hai chân nè, mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi có hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc. Ta được một cụm như thế này ha. Và các bạn cũng móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Ta cũng dựa vào hàng móc bên trên nó để móc nè, tức là ta sẽ tăng cái số mũi móc đơn lẻ ở mỗi chân này lên một mũi theo từng hàng nha. Ví dụ như hàng phía dưới một mũi thì hàng này hai mũi, sau đó hàng kế tiếp sẽ là ba mũi nha. Đây, hàng này thì là một mũi nè, hai mũi nè. Được hai mũi rồi chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân nè. Móc tương tự đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa cho đến khi ta đạt được cái vòng tròn này nó có cái độ rộng tương thích với cái cài tóc mà các bạn đang sử dụng ha. Đối với size này ở đây mình đã móc lên được tổng cộng là 6 vòng móc. 6 vòng móc cho cái vòng tròn của mình nó có cái độ rộng ra rồi nè. Thì kết thúc cái vòng này các bạn cũng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên và ta móc vào đó một mũi giờ để mình kết thúc vòng ha. móc lên một mũi móc xích khi hoàn tất được cái hàng móc mà mình tăng mũi rồi các bạn sẽ nhớ cho mình cái cụm cuối cùng mà mình móc là bao nhiêu thì ở đây là cụm cuối cùng của mình nè có bốn mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân ha thì các bạn nhớ cho mình cái cụm cuối cùng của cái vòng này là được lát nữa mình sẽ tiến hành giảm mũi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần thân đối với phần thân thì mình sẽ không cần tăng mũi cũng không giảm mũi các bạn cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Sau đó móc thêm cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 vòng móc nữa. Thì cái kích thước này nè, các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc sao cho tổng số hàng móc này bằng một nửa của cái hàng móc mà mình tăng là được. Thì ví dụ ở đây mình sáu hàng tăng nè, thì ba hàng tiếp theo các bạn sẽ không tăng mũi nha. Nó là bằng một nửa của cái phần mà mình tăng. Cứ mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn là được. Như vậy là ta hoàn tất được 3 hàng móc đều và không tăng mũi nè Bây giờ mình sẽ tiến hành giả mũi cho cái phần đầu của mình nó nhỏ lại Thì kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời Móc lên một xích Lúc này mình sẽ để ý đến cái cụm mà mình tăng mũi cuối cùng Mình có 4 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân nè Thì các bạn sẽ bê cho mình 4 mũi mỗi chân này vào 4 chân móc liên tiếp của cái hàng móc tiếp theo này ha móc cho mình bốn chân liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn mũi móc đơn đầu tiên mũi thứ hai mũi móc đơn thứ ba mũi móc đơn thứ tư bê được 4 mũi móc đơn xuống phía dưới rồi hai mũi kế tiếp nè thì ở trên này mình tăng mũi hai mũi ha hai mũi móc vào cùng một chân móc thì lúc này các bạn sẽ chậm cho mình hai chân kế bên thành một mũi thì cách chậm như sau ha để ý cho mình ở mỗi chân móc nó có hai đường móc một đường móc ở bên trong và một đường móc bên ngoài nè thì ta sẽ đâm kim vào cái đường móc bên ngoài của mỗi chân móc nha đây là đường bên trong còn đường bên ngoài nè mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong hai chân móc này đâm kim từ ngoài vào trong đường móc phía ngoài của chân đầu tiên bên này đồng thời đưa kim ra phía ngoài đâm kim vào chân kế tiếp lúc này trên kim có ba đường móc nè kéo len cho mình có hai chân trên kim sau đó tiếp tục kéo qua hai chân trên kim như vậy là hai mũi phía dưới chụm lại thành được một mũi bên trên ha đã có một cụm như thế này các bạn móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ta sẽ có nè bốn chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn mũi móc đơn đầu tiên nè mũi móc đơn thứ hai nè móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư có được bốn mũi mỗi chân rồi ha thì các bạn tiếp tục chụm lại cho mình hai chân kế tiếp thành một chân mình cũng đâm kim lần lượt vào hai chân móc kế tiếp nhau và đâm kim vào đường bên ngoài nha sau đó lần lượt kéo qua hai chân cho đến hết nè lần thứ nhất và lần thứ hai có được cụm thứ hai ha khi móc đến cụm cuối cùng thì hai chân cuối cùng nó cũng là hai chân mũi chậm nha ta cũng đâm kim từ ngoài vào trong hai chân móc liên tiếp nhau sau đó kéo qua hai chân cho đến hết ta được cụm cuối cùng nè kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời lên một xích như vậy là cái vòng tròn của mình nó sẽ giảm được 6 mũi móc tức ta sẽ có 6 cụm liên tiếp như thế này nó sẽ giúp cho cái vòng tròn của mình nó có cái độ nhỏ lại nè và lưu ý đối với cái vòng đầu cái độ nhọn của nó nó sẽ nhọn giảm dần thì các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình ha hàng vừa rồi mình vừa giảm mũi rồi thì hàng kế tiếp không giảm mũi tức các bạn sẽ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn và mỗi chân móc móc tương tự đến cuối sau khi móc đến cuối nè tiếp tục đâm kim vào đây móc một mũi dời lên một xích được một hàng không giảm mũi rồi hàng kế tiếp tiếp tục giảm mũi ha tức là nó sẽ có xen kẽ một hàng giảm một hàng không giảm thì hàng giảm kế tiếp sẽ dựa vào hàng giảm bên trên nó hàng giảm bên trên của mình nè có 4 mũi mỗi chân xen hai mũi chậm chân lúc này ta sẽ giảm cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân đó xuống một chân ha ở đây có 4 mũi mỗi chân rồi nè thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi mỗi chân mũi thứ hai nè mũi thứ ba được 3 mũi mỗi chân rồi hai chân kế tiếp chậm lại thành một chân thì cách chậm nó cũng tương tự ha đâm kim lần lượt vào hai chân móc và đều đâm kim vào đường bên ngoài nhé kéo len qua hai chân lần thứ nhất và lần thứ hai nè ta có một cụm như thế này các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó tiếp tục xen kẽ cho mình một hàng không giảm mũi và tiếp tục một hàng giảm mũi hàng không giảm mũi ha các bạn cứ dựa cho mình hàng giảm mũi bên trên nó là được và mình sẽ tiến hành giảm cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này xuống một mũi nè và ta cứ móc xen kẽ ha một hàng giảm một hàng không giảm một hàng giảm, một hàng không giảm cho đến khi nó có cái độ rộng vừa phải để mình có thể nhồi gòn vào bên trong Ở đây lúc này mình dừng lại ở cái hàng móc có 12 mũi móc đơn đều nè. Và cái vòng tròn của mình nó có cái khoảng trống vừa phải rồi thì các bạn sẽ tiến hành sử dụng cái khoảng trống này mình nhồi một ít gòn vào bên trong cho cái đầu của khủng long của mình nó được cứng cáp hơn nhồi vào bên trong ha Sau khi đã nhồi gòn hoàn tất vào trong đầu của khủng long rồi nè Ta sẽ được một cái hình trụ như thế này ha Nó giống như một cái bình nhỏ nè Thì bây giờ lúc này mình có 12 chân móc Hàng móc kế tiếp này sẽ là các cái mũi chậm chân liên tiếp Các bạn sẽ chậm cho mình hai chân liên tiếp thành một chân cho đến hết Mũi chậm đầu tiên nè Đâm kim vào đường bên ngoài ha Chân đầu tiên và chân thứ hai tiếp tục mũi chậm thứ hai mũi chậm thứ ba mũi chậm thứ tư mũi chậm thứ năm mũi chậm thứ sáu là hai chân cuối cùng ha kết thúc đâm kim vào chân của mũi chậm đầu tiên nè móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc móc lên một xích kéo và cắt len ta sẽ hoàn tất được cái phần đầu như thế này khi cắt len các bạn cũng cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này khâu vào trong cài tóc nha ta hoàn tất được đầu của khủng long nè bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần mắt ở bên trên Thì đối với phần mắt của khủng long cách móc nó cũng tương tự giống như cái phần đầu của khủng long nè Tức là hai vòng đầu nó sẽ tương tự như nhau Chỉ khác là ở cái vòng mà mình móc đều không tăng á Đối với phần đầu của mình á, cái hàng móc đều không tăng Nó bằng một nửa so với cái hàng mà mình tăng Đây, hàng mình tăng là 6 hàng thì hàng không tăng là 3 hàng ha còn cái phần mắt á, các bạn sẽ móc cho mình cái hàng mà mình không tăng bằng với số hàng móc mà mình tăng luôn tức là ở đây hai vòng thì ở đây sẽ là hai vòng nè thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn ha các bạn sẽ tạo một vòng tròn nè sau đó móc vào vòng tròn này 6 mũi đơn nắm sợi len ngắn gút lại cho vòng tròn nhỏ lại nè tam kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời lên một xích Tiếp tục vòng thứ hai ha, mỗi chân hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân thứ hai hai mũi nè. Chân thứ ba móc hai mũi. Chân thứ năm nè. Và chân thứ sáu. Kết thúc chân thứ sáu rồi đâm kim vào chân móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Những bạn nào mà tăng size cho cái phần mắt á, thì cũng dựa cho mình vào cái phần đầu ha Nó sẽ bằng 1 phần 3 so với cái hàng mà mình tăng ở phần đầu Đây, ta có hai vòng móc rồi nè Khi đưa vào trong cái vòng đầu Nó sẽ có cái độ rộng tương thích với hai bên của cái đầu khủng long ha Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục thay màu móc phần thân bên dưới Các bạn sẽ đưa cho mình sợi len ra phía sau Để ý ở cái sợi len thừa ở cái vòng màu trắng nè Phía trước và phía sau của nó ha Thì mình sẽ đâm kim vào cái chân ở phía sau nó Tức là cái chân của mũi dời kết thúc Đâm kim vào đó, sau đó kéo len qua chân móc Móc lên một mũi móc xích Lúc này mình sẽ móc các cái hàng móc không tăng mũi Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc thì đây là cái điểm khác biệt nè cái hàng ở cái phần đầu á một nửa so với cái phần mà mình tăng tức là ba hàng móc móc đều ha còn đối với cái phần mắt á thì ở đây mình có hai vòng móc tăng thì các bạn sẽ móc cho mình hai vòng móc đều và không tăng khi móc lưu ý giấu luôn sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha móc đến cuối rồi nè đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích tiếp tục một vòng không tăng mũi nữa mỗi chân là một mũi móc đơn ha hoàn tất được hai hàng móc đều và không tăng mũi rồi nè cái phần mắt của mình nó có cái độ sâu như thế này thì để tiện cho việc móc hơn các bạn sẽ sử dụng cho mình gòn nhồi một ít gòn vào bên trong mắt cho phần mắt của mình nó được cứng cáp hơn nè nhồi hẳn vào bên trong hả Sau đó lúc này mình có 12 chân móc, các bạn sẽ móc cho mình giảm mũi. Thì giảm mũi tức là dựa vào hàng móc tăng mũi cuối cùng. Ta có hai mũi mỗi chân nè. Thì lúc này các bạn sẽ móc cho mình hai mũi chụm chân ha. Ta có nè, hai mũi liên tiếp với nhau chụm lại thành một chân. Mũi chụm đầu tiên nè, mũi chậm thứ hai mũi chậm thứ ba mũi chậm thứ tư mũi chậm thứ năm Và mũi chậm thứ sáu là mũi chậm cuối cùng ha, vào hai chân cuối cùng. Tam kim vào chân mũi chậm đầu tiên, móc một mũi dời. Hàng tất được hàng giảm mũi rồi, hàng tiếp theo ta sẽ không giảm mũi, tức là sẽ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì mình sẽ có 6 mũi móc đơn cho 6 chân của mũi chậm bên trên ha. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai mũi thứ ba mũi móc thứ tư mũi thứ năm và mũi thứ sáu vào chân cuối cùng kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len cũng cắt một đoạn len vừa đủ dài ha sử dụng kim khâu nè và làm tương tự giống như cái đầu của cài tóc tức là mình cũng đâm kim vào đường móc bên ngoài của sáu chân liên tiếp chân đầu tiên nè tiếp tục chân thứ hai đâm kim vào đường móc ở bên ngoài ha vào từng chân móc mũi thứ ba nè mũi thứ tư nè mũi thứ năm và mũi thứ sáu sau đó quút lại cho cái vòng tròn của mình nó khít lại cái đoạn len này mình sử dụng cái đoạn len này để khâu cái mắt vào trong thân của đầu ha đây móc cho mình hai cái mắt tương tự như vậy sau đó sử dụng keo nến hoặc là kim khâu khâu cho mình hạt cường vào chính giữa của mắt những bạn nào mà, mà dùng keo nến thì nhớ ấn nhẹ cho mắt của mình nó sâu hơn ha Đối với phần đuôi và phần sừng thì cách móc nó tương tự như nhau. Các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn. Móc lên một xích. Sau đó cũng móc vào đó 6 mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Có được 6 mũi rồi nè, nắm sợi nên ngắn guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời lên một xích kéo cái sợi len cuốc thật mạnh vào để cái vòng tròn của mình nó được thích hơn ha thì vòng thứ nhất nó có 6 mũi móc tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ hai thì 6 chân này các bạn chia đôi cho mình 3 mũi và 3 mũi ha thì mình sẽ móc theo công thức như sau 3 mũi đầu tiên á thì các bạn sẽ móc cho mình hai chân đầu tiên mỗi chân là một mũi móc đơn được hai mũi vào mỗi chân rồi nè thì chân kế tiếp móc hai mũi cùng chân móc ha ta được một nửa của vòng tròn rồi nè có được cái cụm như thế này thì ba chân còn lại cũng móc cho mình một cụm tương tự ha hai mũi mỗi chân sau đó tiếp tục hai mũi cùng chân móc thì hai mũi cùng chân móc nó là cái chân cuối cùng rồi nè kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời Lưu ý không móc vào cái chân của mũi rồi kết thúc vòng phía dưới nha Móc lên một xích Như vậy là vòng này mình tăng được hai mũi móc Thì từ các cái vòng móc tiếp theo các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc bên trên nó Vòng móc bên trên nó có bao nhiêu mũi mỗi chân thì vòng kế tiếp sẽ tăng lên một mũi nha Nó sẽ tương tự giống như cái phần đầu á Đây thì lúc này mình có hai mũi mỗi chân Vòng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi mỗi chân Được 3 mũi mỗi chân rồi, chân kế tiếp móc 2 mũi cùng chân móc. Ta có được cụm đầu tiên ha và tăng được một mũi rồi nè. Thì tiếp tục cụm còn lại cũng làm tương tự. 3 mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân móc, cũng là chân cuối cùng luôn nha. Kết thúc nè, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Lên một xích. Vòng kế tiếp tiếp tục dựa vào vòng bên trên nó. Vòng bên trên của mình có 3 mũi mỗi chân thì vòng kế tiếp sẽ là 4 mũi mỗi chân. Sau đó là hai mũi cùng chân móc. Ta tiếp tục cụm thứ hai ha. Cũng 4 mũi mỗi chân, sau đó là hai mũi chụm chân nè. Ta sẽ móc thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa. Đối với phần đuôi và phần sừng thì nó cũng tương tự như nhau nè. Phần sừng ở đây mình có tổng cộng là 5 hàng móc tạo được một cái độ cao như thế này. Thì đối với phần đuôi các bạn sẽ móc cho mình gấp 3 lần so với chiều cao của cái phần sừng ha. Hoặc là 2 phần rưỡi cũng được. Và mình cũng tăng size tương tự Sau đó ta sẽ móc thêm nhiều vòng móc cho đến khi cái phần đuôi nó có được một cái độ cao là được ha. Sau khi ta hoàn tất được các cái họa tiết trang trí cho khủng long nè, đối với phần mắt cũng sử dụng kim khâu khâu cái phần mắt vào bên trong của trong mắt rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục sử dụng kim khâu. Các bạn sẽ khâu các cái họa tiết này vào trong thân cài tóc. Sử dụng những cái đoạn len thừa để khâu ha. Và để khâu cho cái phần cài tóc nó được cân bằng hơn. Các bạn sẽ khâu cho mình hai sừng nằm chính giữa trước thì hai cái sần này các bạn sẽ khâu canh nó nằm ở chính giữa của cái phần cài tóc cho phần cài tóc của mình nó được đều hơn nè sau đó mình sẽ tiếp tục khâu cái phần đuôi phần đầu nè thì ở phần đuôi và phần đầu còn hai sần còn lại khâu cho mình vào một mé ở phía dưới nha thì để tiện cho việc khâu á đối với cái phần đầu nè các bạn sẽ khâu cho mình hai sừng trước hai sừng nam chính giữa trước sau đó đối với cái phần đầu ở đây có sáu chân móc cuối cùng ha các bạn sẽ khâu cho mình chập đôi lại sáu chân này thành ba đường phần đầu của mình nó được dẹp lại rồi nè thì lúc này mình sẽ đưa cái phần đầu này vào trong thân cài tóc các bạn sẽ khâu cho mình ở ba cái điểm mà mình vừa khâu lại đây nè khâu sát với cái phần cài tóc đối với cái phần đầu này khi các bạn khâu vào trong cái cài tóc nè lưu ý khi khâu các bạn sẽ khâu cho mình với cái phần thân của đầu khâu sát vô trong cài tóc 1 phần ba nha so với chiều dài của thân đầu nè và mình sẽ khâu vào các cái đường móc tương ứng với cái phần thân cài tóc đây khâu sát 1 phần 3 của đầu nha cho cái phần đầu của mình nó được dính cố định và mình cũng có lưu ý khi các bạn khâu cái phần sừng vào trong thân của cài tóc nè thì ta canh chỉnh cho hai sừng nằm chính giữa rồi tiếp tục khâu vào các cái chân móc tương ứng ha thì lúc này mình sẽ khâu một bên thân cài tóc với một bên của cái phần sừng nè Khi khâu được một bên rồi ha, tiếp tục khâu cái đoạn nằm chính giữa Và tiếp tục khâu cái cạnh còn lại của phần sân với một bên của cài tóc Và để giúp cho cái phần sân của mình nó có cái độ bồng bình hơn Các bạn sẽ sử dụng cho mình gòn nhồi Mình sẽ gòn, nhồi một ít gòn vào bên trong của sân nè Để cho cái phần sân của mình nó được bồng bình hơn ha Sau đó mình sẽ tiếp tục khâu cho đến hết cái phần sườn này Và các bạn cũng làm tương tự cho mình với phần đuôi ha Phần đuôi mình cũng nhồi một ít gòn vào bên trong Đây khâu tương tự các cái họa tiết cho mình cho đến hết hai sườn ở chính giữa nè Sau đó phần đầu và phần đuôi Sau khi đã khâu hoàn tất các cái họa tiết trang trí lên trên thân cài tóc rồi Đối với cái phần mắt thì các bạn cũng khâu cho mình giống như cái phần đầu khâu vào trong thân cài tóc giúp cho cái phần đầu của mình nó được cứng cáp và cố định hơn trên thân của cài tóc. Như vậy là mình vừa móc xong một cái mẫu cài tóc trang trí chú khủng long như thế này. Các bạn cũng có thể đổi màu để phù hợp cho bé trai, bé gái hoặc là cho người lớn cũng được ha. Chúc các bạn thành công.